Tao mày đừng có ghen là phải lao động, là khi còn bé mới theo lão đại là để kiếm tiền. Người cầm quyền mới thấy lão đại, khi mỗi lúc mà ông vắng nhà mà tao là người mà ông tin tưởng, này cánh tay phải này vốn thật thà. Mà nào là thuốc mà nào là rượu, một mình tao là phải quán xí, mà ngồi ghế bành hai tay chỉ chỏ chỉ uống nước trà và nghe vô tiếng. 3 giờ sáng cái thật nhộn nhịp, khu biên giới là như đập xiếc, mà người tải thuốc mà người tải rượu, xe tải hàng là trên 100 chiếc. Mà đừng bao giờ mày lạc vào đây, tao cầm máy ảnh mà chụp các kiểu, một hồi là đầu đổ máu, chú phóng viên là khỏi phát biểu. Động tác nhanh phản xạ lẹ, đó là điều mà mày phải có. Mới vượt biên giới mà lời mời thì xác định là ngủ với chó. Một nụ cười mà rất thân thiện, hai ánh mắt là đầy triều mến, mà đó chính là cái ngày lão đại. Khi nhìn thấy cái hàng cặp bến, lại là tao là phải điều khiển để cả đôi nhà này bung hàng kiểm, để đây phòng cái hàng đất thoát. Lão đại chơi chưa đủ điểm chứ. Được thấy là vỗ lại bay trên mặt nước, chở chục ngàn cái bao thuốc lá là chạy dở đầu là cao cả thước. Từng bao giờ mà mày ngạc nhiên khi nhìn thấy cái thằng này thuốc, một cậu bé chỉ 15 tuổi là ba đầy đầu là nói chơi thuốc. Chiều biên giới là mày sẽ thấy xe tải hàng để chở đồ tạp, mày nếu lỡ thấy thì đi nhanh, mày đừng ngó ngó một hồi ăn đạp, mày đừng có ngu là hỏi ông can. Mày sao gỗ tạp ông chở làm gì, mày né ông ra, mày nếu không muốn vô công lộ ngồi ăn củ mì. Mọi chuyến hàng mà qua chót lọt, tỷ số tôi được ăn chia, đồng tiền mà tao bỏ túi, ta công sức mà thức tới khuya. Nếu gặp tao mày vào ban ngày, nếu mệt mỏi thì đi theo tao. Mày sang năm bên mày chơi cho biết, là casino nằm ở trên cao. Chơi xa láng mới sáng ngày sớm, không việc gì mà mày phải ngại. Từ massage cho đến động chứa đều mang tên là của lão đại. Các em gái nhìn trông thật xinh, mà nếu mày muốn thì cứ gật đầu, cho mày thấy cái bầu không khí hơi pha cùng gái chú lâu. Yeah. Đại lý là toàn đồ ngon, mà nếu muốn bài thì mày cứ lựa, kẹo trên dẻ là cả trăm con. Hàng buôn bán là hiên ngang, khu lỗ đại không ai dầm ngó, mà cần loại kết mày mua tính lại. Nhưng bên đây là nó tính bỏ, bước vào đây mà tao thách bày, kiếm ra được cái canh tiểu ly. Vì mỗi lần mà hàng xuất bãi đều được tính là hàng trăm ký, mà tính theo quý mà ngày 3 lần. Sáng dưa chiều mà ra đều đều là vài trăm ký, mà khu giải trí chơi bao nhiêu là cho đủ. Thôi đi về vì tối nay mà tao còn lo hàng xuất bãi. Hàng ê chề mày, hàng ông lớn rồi hàng ông nhỏ, ngồi chính nhẩm nhìn cả trăm tấn, mà mọi chuyến hàng mà qua chót lọt được tao tính là không cấn. Mày nhìn tao làm mình trông rất dễ, như con nít mà ngồi gọc cát, mà trẻ hàng về mà phải cân não. Sai một ly là mày bỏ xác, mà hàng được trẻ mà về ban đêm. Đi đường đựng là bước điều bước, cái thằng đi trước rồi thằng theo sau. Kẻ thẳng hàng như là cây thước, mà chuyện đến nơi tay trao hàng thật bình tĩnh rồi nhận tiền. Luôn khẳng định là cho nó biết tao chính là người cầm quyền. Yeah. Số mình đẹp khỏi so đo hơn thiệt, muốn gì là phải có được liền.
ai cũng phải dành giật cho một ngày mai. Đó là lời thành thật của bất kỳ ai. Đây là trận bóng kéo dài, dù đúng hay sai, một lần bị phạm luật tàn tật là còn may. Thôi chúng ta đi quay đi, vẫn như chẳng thấy gì, trừ khi được tiếp cho vài tờ vào ví. Đồng đội thì mảy mê, chờ đến lượt thay thế, sẽ cho một nhịp cũ sẽ khó mà bì. Và tất cả mọi lời khen chê đều nằm trong phép tính. Khán đài hết vé, người ta mới hết mình. Ai cũng lên kế hoạch cho từng quyết định, để đoạn kết chỉ là của riêng mình. Vòng đời cứ để quay vội vàng, dù nguồn sống đã sớm lụi tàn. Đời người có khi mua phải những dối gian, khi ngã ra trong lòng tham. Sự hào nhoáng dấu đi đau thương, giật mình thoáng thấy ta trong gương. Nhưng cách em dễ dàng khi cái thiện bị cầm tù, biết làm sao để cho đủ nếu một ngày không thủ dâm. Ừ, ngày mới của em chỉ có thể bắt đầu khi khi và chỉ khi phố lên đèn chỉ chập tối. Không gian của em chỉ gói gọn quanh những thằng anh chơi lúc và trong tay có cái rượu mùi lông cỏ phòng gặp khói. Ừ, em cứ yên tâm anh không sao, anh đã quá quen với những lời em lừa dối nên không sao. Em cứ tự do mà không lâu, anh hy vọng và cầu mong em sẽ gặp được quả báo nhưng không sao. Thôi thì em cứ đi đi anh không sao, lỡ mai nếu may em có chết đối với anh cũng không sao. Thank you.
có sự ăn hơi ếch. Đêm nay không ngủ, anh còn tự tiện tâm sự với thằng chân tay. Tuy không cố ý, nhưng việc em làm khiến bài nhạc này tên hết. Khúc ăn chơi ở vùng biên giới là nơi ăn chơi xa đọa, đốt tiền của các ăn chơi mà có con phố nhỏ đèn màu. Các ông quan vẫn thường lui tới mà các thiếu gia lắm của nhiều tiền mà hay chủ cả ở khắp mọi nơi. Muốn ý kiến mà ở nơi đây thì bỏ tiền lên mặt trước đi, mà chơi xong phẳng đi bằng tiền tươi mà ganh đua như một cuộc thi. Ông chủ cái phố đèn màu mà tao thường nhắc là zombie, mày nhớ tao tốn trước khi ra dậy mày nếu không muốn trở thành cương thi. Nếu đã bước đến nơi đây chỉ quan tâm là đến tiền lương, mà các thiếu gia khi đến mua chui khi trên tay cầm nhiều ngân lượng. Thì con xe bản số bạc triệu nhưng cậu ấm ở vùng biên cương, không ăn to và nói lớn khi bố nó đang giữ chức tướng. Tiền đút lót cũng phải cân ký mà để thằng con đốt cả chục tỷ, mà toàn phần lớn phải gia chi tử mà mua chu thiền để mở bạc ti. Ăn chơi cùng với chuyên gia mà giữ sĩ diện chơi đồ xa xỉ, mà nhìn bề ngoài ra vẻ ngây thơ mà chủ đường dây buôn bán ma túy. Lượn hết cái phố đang màu mà ta ghé thăm sòng bạc bê gắt, là nơi dân chơi đổi tiền mà sau những phi vụ phạm pháp. Sông bạc lớn đã mỗi một ngày mà trên nghìn người đã bước ra vô, nhưng phía bên trong đã có tỷ vô nắm hết cái phần tỷ số. Cái bàn nằm ở đây đây trong trời vô thể lắc cơ, hy vọng gửi lại phần vốn mà thì chuyện đó gì trong giấc mơ. Có giấc mộng mà đi làm giàu thì mày đã quá ngây thơ, do cái tánh mày quá tham lam nên chỉ trở thành con nợ. Các bố già mà ở nơi đây mà có khuôn mặt mà thật phúc hậu, ngồi uống trà và bàn nhau chăm lo cho việc xuất khẩu, nhưng sự thật là ngồi vẫn kia các chi nhánh để buôn đồ lậu. Muốn bố rác mà phá đường dây mày thì chuyện đó đi còn rất đâu. Hãy danh tiền mà là doanh nghiệp làm thúc đẩy lên nền kinh tế, mà là doanh nghiệp mà rất gương mẫu mà tạo điều kiện cho người làm thuê, làm công tác mà đi từ thiện mà dẫn chuyến hàng mà rất trí tệ, sắp xếp hết mà theo thứ tự hạn được chuyển cái dạng tinh thể. Bỏ hồng phiến đi vào mì tôm hay khi đã nó vào bột ngọt, cứ ung dung ta tải hàng đi chứ cần gì cái việc đút lót. Vài chục chiếc xe từ thiện qua mặt quan này đều chót lọt, mà ta trao quà rồi ta nhận tiền mà chưa bao giờ gây hàng thất thoát. Có tài khoản ở nước ngoài bố già có nhiều ngân lượng, danh đúng khủng mà nhân cuộc sống rất giản dị đây không vô cương. Quán xin hết mà trong lẫn ngoài cuộc sống như một ông tướng, cách đối nhân và sự thế khéo léo hơn Chu Nguyên Chương. Có em út mà đi tu phí mà từ quán lớn cho đến quán nhỏ, cách ăn chia mà theo phần trăm mày phải chung chi đây khỏi nhăn nhỏ. Đến cuối tháng mà thì phải đóng đúng văn sử, mày khỏi cò mò mà đừng có ngu mà đứng kể lại. Khỏi đóng phí thì mày làm to, chính mắt tao mà đã chứng kiến mà lính bóng già đi đốt khách sạn, bức ông chủ cái quán massage mà rơi xuống đường từ lan can. Lính đánh sập chỉ một quán bar chỉ một đêm cho tới sáng, mày muốn chống mà với bố già thì cuộc đời mày coi như tàn. Cô đơn, vẫn gọi tên anh đằng sau là nhiều.
ngày rằng quan tâm làm chi ngày mai. Ai biết được ngày mai cuộc sống rồi sẽ ra sao, và ai biết được ngày mai anh em bạn bè thế nào, và cũng chẳng ai có thể biết được cuộc sống này sẽ đi đến đâu, chúng ta sẽ đến được cuối cuộc đời hay là bị ngã xuống hố sâu. Chẳng ai biết được, chẳng ai có thể giải thích. Khi mà ta chưa kịp khởi động thì cuộc sống đã bắt ta về đích. Khi mà ta vẫn đang loay hoay đi tìm một cuộc sống ổn định, tìm được những thứ mình muốn, dù khi quay lại thì cũng chỉ còn một mình. Ta nhau vì anh, vì em, vì hai ta không còn chung một lý tưởng, không còn chung một con đường. Anh vẫn thường đứng đợi em những ngày nắng vội. Thương em vì em mà anh thao thức mãi đêm đen, vì em mà anh chẳng có những tháng ngày yên bình, chẳng còn với mình, chẳng còn chút tình. Chuyện mình sẽ về đâu, anh chỉ nói rằng không chắc, càng không dám hứa sẽ dài lâu. Hãy tận hưởng thêm những đám say ở nơi mộng mơ lộng lẫy sắc màu, thêm thời gian siết chặt vòng tay trước khi để những đắng cay bắt đầu. Anh vẫn get on the mic tới những nơi cảm xúc anh muốn đến, mang những nỗi buồn ngày chia ly gửi tạm ở nơi những người anh em. Hình ảnh những ngày tình ấm êm từ công khai anh chuyển sang private, vì người ta có thể luôn lắng nghe nhưng hiểu thấu anh thì không một ai hết. Nào ai biết chưa có hôm nay, ai biết cái ngày mà hai ta phải rời xa. Hôm nay bên nhau, mai bên người ta. Em ơi đừng lo, anh vốn hiểu chuyện đời mà luôn luôn là thế, dễ đến dễ đi, hơn thua được mất bên trong vòng xoay vội vã. Anh chỉ có thể lặng yên chấp nhận, đem bao oán hận ném vào trong ngàn lời ca. Này em, có bao giờ em nghĩ rằng tình yêu chỉ là những vu vơ thật khó hiểu? Dù cho ta có vượt qua định mệnh thì niềm tin có còn lại cũng chẳng được bao nhiêu. Nắng cháy đôi bàn chân anh cố gắng, anh chạy cho nhanh, chạy đi về nơi phương nào, chạy đi về nơi chốn nào. Bóng tối bao trùm nơi anh và cô đơn, thân và tên anh đằng sau là những chuỗi ngày dài, quan tâm làm chi ngày mai. Là phải lao động này chẳng thanh thơi, mà khi còn bé là phải được nghe mà tiếng a ơi tiếng mẹ ru, mà thay vào đó là tiếng hò hét mà cổ chuồng gà mà đưa nó vào chồng giấc ngủ. Đời bốn ba là khi còn bé là phải bươn chải đi kiếm miếng cơm, mà cuộc đời nó đã xáo trộn, bước ra đời phải nghỉ học sớm. Một cậu bé còn rất ngây thơ mà có khuôn mặt mà thật ngò hiền, mà do môi trường mà làm tác động nhân chi sơ đổi tánh bông thiền. Dòng thời gian mà khi cho màu mà khiến thay đổi đi một con người, về dòng sảy mà của đồng tiền mà làm mất đi một nụ cười. Cái tuổi thơ mà của bạn bè mà vào buổi sáng là bước đến trường, mà còn riêng nói vào buổi sáng chạy bị lạnh cùng sau thịt nướng, rồi sau đó là bước đến trường. Nhưng không phải là trường học mà nó là cái chuồng gà, mà tay cầm tiền nó chia từng cọc, đổi tiền đô mà cho khách chơi, rồi đưa đón khách vượt biển, mà đầu giờ chiều mà ngồi cách xấu mà chia phần trăm với anh biển. Như bước đi vào hố sâu khi nó động vào hồng phiến, mà do xô đẩy mà của dòng đời mà nó bước vào dài phản diện. Dù tuổi đời đây còn rất trẻ mà nhưng lại được lòng tin tưởng, được đất ăn mà cũ lậu đại mà nó bước lên hàng ghế tướng. Quan xin hết mà trong lẫn ngoài mà những hợp đồng nó cần thương lượng, nhưng đã bước ra làm ăn thì không nói đến tình thương. Cả hai bên đều cùng có lợi mà cách ăn chia nó phải hợp lý, mà có giấy trắng và mực đen, đồ chính xác nó đến từng ly.
nhưng được học mà khi còn nhỏ mình luôn nói không giấy miễn phí, vì lại những cái bản hợp đồng mà nó phải đếm đến tiền tỷ. Từ nề nếp cho đến tác phong mà được kìm kẹp, mà khi còn bé mà dằn xếp hết tất cả mọi việc mà bằng lời nói ở trong im đẹp. Biên kinh trên và nhường dưới mà sống ngay thẳng, mà không một mép mà được ăn trên và ngồi trước, mà ngoài cạnh bên mỹ nữ đẹp. Nó thường được đi thăm hỏi mà các chủ cả đi vào cuối tháng, mà kiếm phong bì mà tiền lọc lá mà để đút lót cho nhà lại. Ra đầu ngõ để thăm hỏi tìm ông chủ cái quán khách sạn, mà thu tiền phí mà dày an ninh và thanh toán luôn tiền mua hàng. Mang cái mắt là khách sạn mà nhưng không khác gì động chứa, mà từ đầu lớn cho đến đầu nhỏ mà gái xinh tươi thì đều có thừa. Để phục vụ cho nhiều chuyến bay mà cho dân chơi mà nhiều chọn lựa, nhưng khi vào thì nhớ hồi giá để tránh chuyện là mày bị lừa. Bước đi tiếp cho đến cuối phố để tìm gặp ông chủ quán bar, rồi sau đó mày lượn một vòng mà tìm con chủ cái quán massage. Để chủ đường dây mà nhà cung cấp mà nhiều của lạ, thường các em nhà nghèo khó là phải đi làm gái bán hoa để trả nợ mà cho gia đình, vì bố mẹ là thích tổ đen mà các em gái mà được hoạt động. Mà khi con phố nó đã lên đèn, đứng ngay hàng giả thắng lối, có trật tự đi không rối ren, tác phong đi vào này nếp tất cả đều theo thói quen. Các khách quen mà đến mua vui đa số là dân chủ cả, mà hay thiếu gia lắm của nhiều tiền mà xài trên cắp cầm của ba má. Có kẻ đưa già người đón khi trên tay nó cầm đô la, mà thứ nó ngậm ở trên đôi môi đó là cần sa không phải thuốc lá. Dân chơi buổi sáng kiếm tiền mà tối lại đến kiếm cho phơi pha. Ta chạy dài cho đến cuối phố mà để tìm được khu casino, giàu hoạt động thâu đêm suốt sáng, chỉ sợ mày không đủ tiền đâu. Mà có sức chứa trên cả nghìn người, mày đừng có lo đây không đủ chỗ. Nếu đang chơi tôi không đủ tiền, có quyền mượn lời lại tính sau. Có chủ sở sẵn sàng chơi giúp, muốn có tiền thì ký tên vào. Chưa bao giờ mình muốn, chưa bao giờ mình nghĩ, sống là phải cống, là phải hiến cho một đời. Ta vẫn được cái thấy quan hệ phát tác sĩ, thực là phải dịch kích kích, nên phải thích xích mít, mình cái chất kích kích click click và ngón trò hậu. Khi chết bọn nó khốn khổ, no, mới thích thì chuẩn đi hộ. Ta cứ đi bộ một vòng Hà Nội dạo quanh, trai Hà Nội thật sạc là nhanh. Nên là mày phải thật tỉnh táo với cái Hà Nội không chỉ có mình tạo. Đi một vòng Hà Nội dạo quanh, trai Hà Nội thật sạc là nhanh. Nên là mày phải thật tỉnh táo với cái Hà Nội không chỉ có mình tạo. Không có nghĩa là flow nhanh, lời ta nói là chuẩn chỉnh, không hoàn chỉnh đâu anh. Mày đã nhắc phải tự hào hóa, xin là tự cao, vì những điều không đáng có hay bất tử là tự tạo. Khi mày mơ hồ dùng hai bàn tay chạy tốt sự để cơ đồ cùng ai và ngay. Ngắn rap thì được không có mày sẽ lại càng may mắn. Rap thì được không có ta sẽ cái sáng. Thế hả là một con viết rapper vẫn là chê mà thì cớ ngất được lên hàng muốn. Đối với ta thì mày được mong được thế mà đường dài thì thanh thang, không bao giờ hoang ngạ. Thật cũng như lời đồn mày rồi cấy được ở trên mạng, gáy cho ta lên gáy cho ta xem mày vẫn ở đó ngó ngó và vẫn thấy ta đang cao lên. Thế thì là sao mê, thế thì là sao quên chẳng hết, đó là mày phải đưa ta lên. Make a money, make it all day. Mỗi một lần tao viết là viết trong bài say. Tôi có biết bay dày như là một tấn cây. Không được stop không nhạc nó lại bị gãy. Cầm cái bong lên trên một bì nhỏ, là một người ngày mới khi đôi mắt còn đỏ. Trong mấy thứ quay vào đừng quyết đau quên nó. Còn nhịp vào flow để chụp bụng lo.
để cho homie nghe. Tao là thầy giáo, smoke weed everyday nhưng lại không ngáo. Muốn lại dậy của tao như là con dao cắt thẳng vào gan của bên đây không ngoan lại còn láo. Sit down, đừng có mà trách tao. Mới vào vờ một mà đã khóc sao. Bao giờ mới lên được khóa nâng cao. Còn bao lâu thì tao mới thôi nghe tao kêu gào. Trong đầu tao là vần thổi, rock cho đến khi bầm môi. Không để cho con beat này trôi, get out from my way. Get the money, make it all day. Một bản lần tao viết là viết trong bên say. Với con beat bay dày như là một tàn cây. Không thể stop không nhạc nó lại bị gây. Tôi viết mong lên cho một bi nhỏ. Là một hơi ngày mới khi đôi mắt cần đỏ. Cho mọi thứ quay vào đúng quyết nào cần nó. Còn nhịp và flow để chụp đủ lò. Hey thôi đi ông ơi, sẽ kích thích là tôi không chơi. Cứ như tôi phong thái thì tao nhá đi con flow lướt nhẹ như lão già. Yêu rap như là yêu trà. Chỉ có thưởng chứ không có phát. Chỉ có đương chứ không có chat. Nó gọi là nghệ thuật của cảm xúc. Chỉ có thật chứ không có điều toa. Đã thấy cân rồi thì ta lại càng quấn. Mà đã quấn rồi thì ta lại càng cần. Lỡ yêu rồi thì ta lại càng muốn nàng gần. Chậm lại chút đi. Chậm lại chút đi. Chúng là hàng thật rồi ông ơi. Mỗi một lần tao viết là viết trong cái say. Với con biết bay dày như là một tấn cây. Không được stop không nhạc nó lại bị gãy. Đồng tiền bong lên cho một bì nhỏ. Là một hơi ngày mới khi đôi mắt cần đỏ. Trong cái thứ quay vào đúng quyết đạo của nó. Còn nhịp và flow để chụp bụng lo. Anh không hài, không là tôi muốn khi về tới tay. Anh không hài, không là tôi muốn khi về tới tay. Anh không hài, không là tôi muốn khi về tới tay. Anh không hài, không là tôi muốn khi về tới tay. Anh không hài, không là tôi muốn khi về tới tay.
I can feel you in my heart, you in my arms. Oh, I can feel you. I can hear you through the silence, I can hear your voice, I can hear you through the silence, through the silence, through the silence. Sâu xé để được ăn sâu vào da, dưới hàng ngàn con mắt đèn chứng kiến, không phải kẻ say rượu luôn muốn cố vào ba, không phải quỷ, không phải thần, không là thánh, nhưng lại có sức mạnh tàn năng vượt trội hơn cả Chúa. Nó luôn nói với tao là hãy sử dụng thứ sức mạnh kiếm kẻ thù trả đũa. Độc ác không phải là cái lừa nhát sẵn sàng nhai sống với tất cả kẻ khác, sinh ra để rap một chứng kiến dứt khoát, để bao giờ có lời thứ hai sống trên lý lẽ người khác. Về năm luận sâu vào bên trong quyết quản, đây là rap chứ không phải thiết giấy. Không một vòng lưng hồi phá vỡ một quy tắc, tinh tàu mỗi khi nhắc không thằng nào dám tiếp quản. Và tao coi khinh mấy thằng cho là quyền thoại, lấy từ Spiderman có cái gì mà truyền lại. Nói thẳng ra tư tưởng mày là sai, mày là sai. Từ giây câu mở đầu tao đã biết mày nói sẵn. Nhìn mày thì có gì đó, mày thì nói giống gì tao. Nhìn mày thì có gì họ, vậy mà thành hit là sao. Nhiều lời mày nói sau đôi tay này, chỉ lắc lắc sau mây mờ, mà tao vẫn chỉ cao tỏ sáng biết sao nên theo quanh tâm chuyện này. Là một kẻ vô đạo cô độc, chỉ có một màu đen nó in vào da. Tao không tin vào bậc tạo hóa, tao không tin vào Chúa, cũng không tin vào cha. Cái niềm tin duy nhất tao không để nó lụi tàn như ánh nến sau mưa, là phải biến khát vọng trở thành cơn ác mộng đeo bám mày mãi. Không cần hỏi mày đã biết tao chưa, nhận xúc tu tao vươn ra là nỗi ám ảnh trong trí nhớ của tuổi thơ mày. Có những điều không phải ai cũng nhìn thấy được diễn tả qua trong từng vơ này. Xã hội thối nát biết đi về đâu khi không ai cho lối thoát. Rapper đại tài chìm trong khối rác, linh hồn lang thang còn danh tiếng là cọng dây chối xác. Không thể nào mày thoát ra, đời là đòn roi cho mày rác già. Đó là bài học nên mày đừng bao giờ nó khoát nhà. Dù là vài điều tầm thường mày nên biết là độc độc sẽ giết mày chết khi nó đã chạy qua tim. Không có anh hùng nào đánh bại kẻ xấu, để bảo vệ chân lý như hồi còn nhỏ chính bản thân mày đã thường nhìn thấy qua phim. Đây không phải là Thompson, Peter hay là Eddie Rock, mà đây chính là tao. Câu chuyện này của tao nên tao sẽ làm nó khác đi nhóc. Đừng bắt tao đi theo một khuôn khẩu khi ý chí tao như Rydanium. Hai cá thể tiêu hóa thành một câu cửa miệng luôn là We are Venom. Hallelujah. Hallelujah.
trên mây hồn ta đang đứng đợi một người, em cho anh bao nhiêu câu hát để nói em nghe lời ca mình từng yêu. Em ơi có biết biết thêm gì đâu, anh ôm lấy em thật chặt và trong đôi mắt em có bao điều gian dối thêm. Nhưng em ơi, trong tâm trí anh tôi đen và đằng sâu trong lòng người nghệ sĩ dùng nhạc đổi lấy đời. Nhưng thứ âm nhạc của anh em ơi nó được nổi mấy lời. Anh gặp được em ở một quán cũ trong buổi chiều hôm ấy. Ánh mắt buồn bã của em cho anh thấy được rất nhiều điều không thấy. Có những vết thâm xung quanh mắt em thường tối không ngủ. Có những cánh cửa đã đóng vì tim em đường lối không đủ. Nhớ ngày em đi với anh, môi mỉm cười trong lòng sung sướng. Và nhớ ngày mình cùng nhau yêu, muốn bên nhau đến cuối con đường. Ngày nay buông xuống thật gần, khói sương bay ngang qua khắp lối. Người tốt thì ít dần dần, thế nên sẽ hơi không cách nói. Lao văn người chờ đợi một ngày bản thân sẽ tha thứ. Áo xin lo bản thân ta vì không nghe đâu trong quá khứ. Tao không có nhớ cô ta, đừng nhắc cô ấy nữa làm gì. Trong khi ta vẫn đang xây dòng cô ta qua phần thầm làm thầy. Anh cố quên đi ký ức năm xưa nhưng đã quên chế em ơi. Em lấy tên mình chơi thuốc lên cây đem ra anh nắng anh thơ. Anh nói tình cảm em đáp cho anh là chưa từng. Bởi em đã làm con tim này khóc bự hơn cả mưa rừng. Em hôn thằng đó rồi hồi nhịp thân thể để trao đổi. Xung quanh mây mờ tối đen ở trên bầu trời xuất hiện để sao chổi. Khi em bên anh đã trao hết tình cảm không sai sót. Mà sao trên mắt có vài giọt nước mặc dù không ai rót. Tương lai của em đừng để người khác từ tay họ quyết định. Em đã mất đi bản thân của em và giờ ngồi đây không ai sót. Không khí ngột ngạt xung quanh đầy khói tao dần mất tâm. Nhưng tao vẫn làm chủ được bản thân và giấu cất tâm lý. Tao quá mệt mỏi đời tư tiền bạc và muốn phát công đi. Con người đa dạng nhiều mặt nên lời họ nói mất thân lý. Tôi sinh ra trong gia đình làm hầu thiên hạ, luôn tha hương đi muôn phương làm việc trong nhà. Cơ duyên đưa chúng tôi đến với một nơi xa lạ, nơi có nàng tiểu thư là ngọc cành vàng. Thân tôi mang kiếp phu không được lại gần bên nàng, nhưng đôi đua mốc meo vẫn mơ được trời mẫm vàng. Em thương tôi trái ngang dấu cha mẹ gọi tôi trang. Đắng cay mối tình hầu tôi tiêu thư đại các. Nàng có hay biết rằng này cha mẹ nàng biết chúng ta cảm mến nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Sợ đớn đau cho nàng nên ta đành nhận do chính ta. Không biết thân phận kiếp phu dám mơ cành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang kén con. Chọn tướng công cho nàng lâu kia gác son. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon.
thân, nước mắt thắng hồng, có ai đớn đau gì đâu. Nàng bước đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon. Nước mắt thắng hồng, có ai đớn đau gì đâu. Trời bấm vàng, em thương tôi trái ngang, dấu cha mẹ gọi tôi chàng, đắng cay môi tình hầu tôi yêu thư đại các. Nàng có hay biết rằng nay cha mẹ đang biết chúng ta làm bên nhau lâu rồi, liệu có thứ tha sợ đớn đau cho nàng nên ta do chính ta không biết thân phận, kiếp phù dám mơ cành hoa. Để cách xa đôi mình nên cha mẹ nàng đang kén con, tròn tướng công cho nàng lâu kia gác son. Nàng vẫn đi nhẹ nhàng nhưng trong lòng ta sao héo hon. Nước mắt thắng hồng, có ai đớn đau gì đâu. We'll be right back.
Yeah.